để cuộc sống của chúng ta chỉ còn lại những lời ca và những tiếng cười. Bạn và tôi đã bao lần ao ước được chở che dưới bàn tay hiền từ của bố như cô Tấm ngày xưa. Đâu phải ước ao hay xa lạ. Chúng ta hãy cùng nhau khám phá. Bảo hiểm nhân thọ giúp gì cho bạn? Phải chăng bạn đang băn khoăn bảo hiểm nhân thọ sẽ giúp được cho bạn điều gì? Hay bạn đang tìm kiếm một giải pháp tài chính phù hợp cho mình và người thân? Bạn đang xem những hình ảnh đang diễn ra khắp nơi trên mọi miền đất nước, thật đẹp và sôi động, nhưng đằng sau đó ẩn chứa những bất trắc không ai có thể lường trước được. Và trong cuộc sống của mỗi con người, ai dám chắc mình sẽ an toàn trước những sự cố bất ngờ? Theo số liệu của Bộ Giao thông Vận tải, bình quân mỗi năm tại Việt Nam có hơn 20.000 người chết và bị thương do tai nạn giao thông. Những tai nạn này không chỉ đột ngột để lại nỗi đau về thể xác và tinh thần, mà còn để lại gánh nặng tài chính cho nhiều gia đình. Ngoài những tai nạn không mong muốn, bệnh tật khó lường cũng đem đến bao điều bất hạnh. Cô bé Hà Thi này chỉ là một trong những bệnh nhi mắc bệnh ung thư máu hiểm nghèo. Cả bố mẹ Hà Thi đều tranh thủ làm thêm giờ, những mong có thêm khả năng chi trả viện phí mỗi ngày, mỗi giày thêm. Theo số liệu của Dự án Quốc gia phòng chống ung thư, tại Việt Nam, mỗi năm trung bình có thêm 200.000 người phát hiện bị ung thư và có 100.000 người chết vì bệnh này. Căn bệnh quái ác, không phân biệt tuổi tác và tầng lớp, đã trở thành ám ảnh, đem đến khó khăn và bế tắc cho biết bao gia đình. Như nhiều cảnh đời nghiệt ngã, nơi xóm chạy thận này, từng là một người có thu nhập tốt, ấp ủ ước mơ xây một ngôi nhà khang trang và cho con vào đại học. Nay, người đàn ông này đã phải bán đất, bán nhà để níu kéo sự sống quý giá. Không có tiền chữa em định giờ cho vào, nhưng mà căn bản là vì thương con quá nên bố mẹ đành phải chạy để chữa cho con. Bệnh nhân chạy thận này là về tài chính là rất khó khăn. Ví dụ như nghỉ hưu của tôi bây giờ là chỉ được xấp xỉ 3 triệu thôi. Nhưng mà cái chi phí hàng tháng này như bây giờ là tầm nó phải độ cỡ 3 triệu rưỡi, 4 triệu mới đủ. Mỗi con người đều có những ước mơ và khát vọng, như thăng tiến trong sự nghiệp, thành công trong kinh doanh, an nhàn khi về già, hay chăm lo cho con cái để được hưởng một nền giáo dục tốt nhất. Để có thể thực hiện những điều đó, nỗ lực của bản thân đôi khi vẫn chưa đủ, mà cần có một nền tảng vững chắc về vật chất lẫn tinh thần. Bảo hiểm nhân thọ chính là một biện pháp rất hiệu quả, giúp cho mọi người có niềm tin để tiếp tục chinh phục những khát khao, cũng như mang đến sự an tâm cho cuộc sống. Anh Hùng, giám đốc của một công ty du lịch đang rất phát triển. Hai ông bà Tư Châu đang hưởng thụ những năm tháng hạnh phúc tuổi già. Đôi bạn trẻ Triều và Thảo đang hào hứng xây dựng một tổ ấm mới. Họ chỉ là vài trong số hàng triệu người an tâm cuộc sống với bảo hiểm nhân thọ. Tham gia bảo hiểm với họ không chỉ đơn thuần là bảo vệ bản thân và gia đình trước những tổn thất
tài chính. Nếu không may rủi ro xảy đến, mà còn là một công cụ tích lũy để hiện thực hóa những ước vọng trong tương lai. Không có bảo hiểm thì không thể vượt qua được. Vai trò của bảo hiểm là một vấn đề rất quan trọng. Nếu không có bảo hiểm thì không như chu là cái ngày hôm nay. Bảo hiểm cho bản thân mình và cũng là tương lai cho con cháu. Trước hết là mình bảo vệ cho mình. Tôi mua bảo hiểm để bảo đảm cho thân già của tôi. Muốn để tích lũy và sau này mình hết tuổi lao động và lấy cái đồng tiền đó để cho con cháu nó lo là mình. Cuộc sống thì luôn có những cái mà rủi ro không thể nào mà biết trước được. Bảo hiểm thì sẽ làm cho chúng ta cảm thấy an tâm hơn trong cuộc sống của mình. Tôi đến cái bảo hiểm này là để cho có một cái tương lai cho các con tôi, để sau này cái sự học hành của cháu cho nó có ích cho xã hội. Tôi tích lũy để dành cho con học vô đại học. Tham gia bảo hiểm thì bệnh hoạn rồi cũng nhiều, cho nên cái đó là cần thiết nhất. Tham gia bảo hiểm nhân thọ chính là đem đến sự an tâm cho bản thân, gia đình và cộng đồng. Chúng tôi biết, với anh chị, gia đình là tất cả. Nhưng cũng xin được nhắc, với gia đình, anh chị là tài sản vô giá.